Dạ vâng, xưởng bàn ghế ăn Tuấn Anh xin kính chào quý khách. Thì hôm nay ở bên xưởng nhà em đang có mặt tại Mỹ Đình, Hà Nội và vừa mới bàn giao cũng như là lắp đặt xong một bộ sản phẩm bàn ăn 4 ghế, mẫu ghế kiểu hiện đại được bên xưởng nhà em làm từ chất liệu gỗ sồi Nga. Và bộ này thì bên xưởng nhà em vừa bàn giao cho chị Trang ở Mỹ Đình người nhá. Đấy, bộ này thì bao gồm là 4 ghế và một bàn. Thì mọi người đang quan tâm đến bộ sản phẩm này hay là có cái phòng khách, phòng ăn nhỏ hẹp và nhà ít người thì có thể là tham khảo cái bộ sản phẩm này và theo dõi video này mọi người nhé. Thì sau đây bên xưởng em sẽ đi vào gần hơn để mọi người có thể là chiêm ngưỡng cũng như là tham khảo về bộ sản phẩm này của bên xưởng nhà em. Thì đầu tiên là về phần bàn. Bàn này thì bên xưởng nhà em làm rộng là 80 và dài là 1m20. Bàn bên xưởng nhà em sẽ có kính đầy đủ cho người sử dụng ở trên mặt bàn. Đấy. Và độ dày của mặt bàn thì bên xưởng nhà em thường làm đây là 2-3 phân khuôn tranh. Và mặt thì bên xưởng nhà em làm là ván 1 phân rưỡi bên dưới khuôn tranh 3 và ván 1 phân rưỡi mọi người nhé. Và phần yếm này thì bên xưởng nhà em thường là làm là 2 phân và có 4 chân trụ, 4 góc. Chân trụ này thì bên xưởng nhà em là sẽ vuông 10, sẻ gỗ vuông 10 nhưng mà làm nó sẽ không được 10 phân đâu, chỉ còn tầm 8 phân thôi. Đấy, phải nói rõ. Đấy, khi làm xong được khoảng tầm 8 phân. Đấy, sẻ vuông 10 và vo cạnh lục giác rất là đẹp. Đây, mình nhìn chất bốn chân trụ mọi người nhé, bốn chân trụ như nhau đấy. Và bộ sản phẩm này thì đều bên xưởng nhà em là full BU màu ốc chó cực kỳ là đẹp cũng như là sang trọng. Đấy, bàn thì sẽ có kính bàn rộng 80 và dài 1m2. Đấy, kèm theo thì sẽ là bốn chiếc ghế. Bốn chiếc ghế của bên xưởng nhà em thì làm cũng là mẫu kiểu hiện đại, mẫu trơn tru dễ lau chùi và cực kỳ đẹp và sang. Đấy. Phần mặt thì bên xưởng nhà em làm rộng là 45 và sâu là 42 phân. Mặt rất là rộng để quý khách ngồi để chỗ là thoải mái. Và mặt thì là mặt tràn để quý khách ngồi là dễ lau chùi. Đấy, dễ lau chùi. Đấy, và vân thì được bên xưởng nhà em tuyển chọn rất là đẹp. Đấy, phần chân thì bên xưởng nhà em làm là chân 5, đấy, chân dưới 5. Và hàng bên xưởng nhà em đều có mộng hết, mọi người nhìn thực tế. Tất cả đều là phải mộng. Để chắc chắn mọi người nhá, quý anh sử dụng thì bên xưởng em có bảo hành là 15 năm, cong vênh mối mòn. Đấy, gỗ thì bên xưởng em đã tẩm sấy kỹ hết rồi. Và đặc biệt cái mẫu ghế ăn này của bên xưởng em đây, phần vai và phần cột cũng như là chân, cột và chân đằng sau này thì bên xưởng em làm là liền nguyên khối nên quý khách hàng sử dụng thì cực kỳ là an tâm. Còn những cái mẫu khác hoặc là một cái số cơ sở khác người ta làm ghép ở đây thì nó sẽ không chắc chắn cũng như là sẽ dễ bị hỏng. Đấy, thì đây bên xưởng em làm là liền khối nguyên, làm liền nguyên. Đấy, cực kỳ là chắc chắn cũng như là bền bỉ cho mọi người. Đấy, và mẫu này thì mọi người nhìn thực tế đây, mẫu rất là cong. Đấy, ngồi thì sẽ không bị cấn lưng và ngồi sẽ rất là sướng và thoải mái mọi người nhé. Và bộ này thì bên xưởng em làm là gỗ sồi Nga gồm 4 ghế và một bàn. Đây, phòng nghề thì tính ra cái chỗ diện tích mà để kê thì nó được khoảng là 2m4, 3 viên gạch 80. Đấy, để kê một bộ sản phẩm này thì nó rơi vào khoảng tầm 2 mét khi ngồi. Có nghĩa là khi tầm gần 2 mét. Đây, để em kê thoải mái này. Khi khách ngồi nhá. Đây, mà để mà nói kê thì nó rơi vào khoảng tầm 2 viên là 1m6, nó không rơi vào khoảng 1m8. Đấy, 1m8 để kê một bộ sản phẩm như thế này. Đấy, 1m8 để kê một bộ sản phẩm như thế này thì đây là khi quý khách hàng ngồi ăn thôi, ngồi ăn thôi thì sẽ hết là 1m8 vẫn có lối đi lại một thoải mái mọi người nhé. Còn nếu mà quý khách hàng mà khi chưa ngồi ăn có thể đẩy vào đây. Đấy, cái bậu bàn này nó tiện lợi ở cái này. Đấy, khi quý khách hàng mà không ngồi ăn đấy nó vẫn còn bao nhiêu lối đi cơ. Đấy, còn bên này thì không đi đến thì cứ để nguyên xi như này và ngồi vào thôi. Đấy, mọi người nhìn thực tế này, rất là rộng rãi và thoải mái. Quý khách hàng có nhu cầu có những cái phòng ăn mà nhỏ hẹp thì có nhu cầu mua thì có thể liên hệ trực tiếp với xưởng qua số điện thoại dưới màn hình để bên em tư vấn cụ thể và chi tiết cho mọi người. Bộ này thì bên xưởng em công khai báo giá một bộ 4 ghế như này thì bên xưởng em đang bán là 8 triệu đồng, hoàn thiện đầy đủ cho mọi người và có miễn phí vận chuyển trong bán kính là 100 km. Quý khách ở xa hơn thì có thể hỗ trợ cho bên xưởng nhà em thêm một chút tiền vận chuyển mọi người nhé. Bộ này là gỗ sồi Nga, bảo hành là 15 năm, cong vênh, mối mọt và mẫu cực kỳ chắc chắn, dễ lo chùi, trơn tru. Đấy. Và bên xưởng nhà em đã giới thiệu chi tiết và báo giá công khai mọi người rồi. Thì em xin kết thúc video đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video sau mọi người nhé.